chung ở khu này nhiều. Đường này đây ông xã nhìn đường nào cũng như đường nào á. Xuống đây qua đây chạy lộn rồi. Đây cầu tô Ly mà. Story Bridge. Ở đây chắc là nhà người Việt không hay vậy? Yes. Khu này là nhà người Việt không? Nhà tấm thấp không? Không có nhà cao. Việt Nam thì nhà lầu, ở đây là nhà tấm thấp không? Đây chùa nhỏ. Đây có tượng Phật Quan Âm. Phật Thích Ca hả? Phật Thích Ca nữa. Chung đông nhất là người Việt. Qua đây chứ. Đây là cái chùa đó nè chồng. Đây là cái chùa ở San Jose. Chùa Quan Thế Âm. Dạ vô chùa lần nào chưa? Dạ. Thằng trai hả? Dạ. Ăn bún bò Huế trai. Turn left. Ngon vậy? Turn left towards Story Road. Turn right towards Story Road. Story. Story. Chạy xe bên đây mà âm lực nặng nhất là vượt đèn đỏ. Chi hay nữa là uống rượu chạy xe. Công an bắt là nó phạt nặng với phải đi tù á. À, bún bò Huế, bún ghê, bún mắm Đông Phương, tiệm nail, cơm tấm thành Việt Nam, báo sống mới, giao vặt miễn phí, báo sống mới chấm cơm. Ở đây khu người Việt không, toàn là bản hiệu là tiếng Việt không. Southwest on Story Road toward McLaughlin Avenue. Head southwest on Story Road. Turn right. Turn left. Turn right, turn left, turn left, turn right. Vietnam Town. Chỗ đâu á? Còn chỗ á? Ngồi đó luôn hả? À. Nhà đây em mua không nổi đâu, mắc lắm. Hiện tại mình đang ở thành phố San Francisco. Hiện giờ mình đang chạy trên xa lộ đường
leo dãy núi. Nhà đây có giá là khoảng 1 triệu vậy? Không. Không hả? Khoảng 700 thôi. Trên 1 triệu không ạ? Trên 1 triệu hả? Nhà đây là rất là mát. Đắt đỏ. Hiện tại mình đang chạy trên xa lộ. Mà xa lộ đây chạy phải là tốc độ không có đạp ga chứ không có đạp thắng. Chạy từ 70 tới 80 mai. Tương đương nó là 68 độ. Nhà đây là cái bằng gỗ chứ không phải bằng bằng gạch ở như ở Việt Nam. Cột bê tông, vách thì vách gỗ. Bên trong thì dán thạch cao. Đèn xanh đèn đỏ, mà ở bên Mỹ thì cũng có đèn xanh đèn đỏ. Đây, anh này là đèn đỏ, đứng chận giữa đường, không cho đi là đèn đỏ. Còn hai anh kia bên kia thì đèn xanh đỏ, đi là đèn xanh. Đó, đèn đỏ đã...
anh Mỹ đen đó quắc đi là đèn xanh. Qua cái cầu đó đó, từ đường về nhà mình. Continue on US 101 for 84 miles. Rồi, cầu San Francisco đây. Ngoài trung tâm thành phố San Francisco có cái hồ nhà nào giàu lắm nó mới có nhà ở khu này, có máy bay riêng đậu trên mặt nước nè. Đường lên núi về nhà mình đây, hiện tại là 6:40, nhiệt độ là 75 độ F, mặt trời còn cao, chưa tối. Nhà mình phải qua cái con đèo này mới tới nhà mình. Đường rất là ngoằn ngoèo. So với đường lên Đà Lạt là đường lên Đà Lạt không có là nghĩa lý gì hết. Rất là gắt nha.
tốc độ cho chạy nó 20 mai thôi. Ở đây có được cái là tuy là chạy chậm, muốn qua mặt không bao giờ bóp kèn hết á, nó rất là lịch sự. Mình thấy như vậy thôi, mình tấp vô thì cho nó qua thôi. Cho dù có kẹt cỡ nào nữa nó cũng không bóp kèn hối thúc mình. Mình yên tâm mà chạy. Cua rất là gắt. Vợ mình lái rất là điêu luyện nha. Lái đường này cũng được 18, 12 năm hay vậy? 17 năm. 17 năm rồi. Vì vậy mình vợ mình lái rất điêu luyện. Còn mình lái đường này là rất là chậm, chạy khoảng 40 mai thôi, không có chạy hơn được nữa. Vợ mình chạy thì có thể hơn. Đây là một cái gừng, gọi là gừng già, cây rất là cổ thụ. Có nhiều loại gấu lắm nha. Lâu lâu thì gấu nó cũng ra ngoài đường, đa số là nai. Để mình đi trên đường này về nhà coi có nai hay gấu rồi mình quay cho cả nhà coi. Mình thì gần sau lưng bãi biển. Mà mùa này thì khách du lịch trên vùng cao này xuống dưới biển mình du lịch nhiều lắm, tắm. Tại vì vùng dưới mình nó lạnh hơn ở trên đây nhiều. Vùng này thì lúc mà ngay chỗ trung tâm thì nó nhiệt độ nó lên khoảng 98 độ F. Thì mình cũng chưa coi 98 độ S bao nhiêu độ C nữa. Đường rất là đẹp. Mặt trời nó quay ngay chỗ đường hướng mình đi thì nó hơi mờ. Mà ở bên đây thì trong mùa hè thì nếu mà trời sập tối thì nằm khoảng là 22 giờ mới sập tối. Còn mà 20 giờ tới 21 giờ thì trời vẫn còn sáng. Mặt trời cũng chưa lặn nữa. 22 giờ trở đi trời mới mặt trời mới lặn. Hiện tại mà giờ là 19 giờ. Mà mặt trời nó còn cao vậy đó. Đường thì những cây cổ thụ thì cưa gần hết rồi, thì nó nằm ở trên cao hoặc là ở dưới thung lũng thì cây cổ thụ rất là nhiều. Theo con đường ngoằn ngoèo này thì chạy khoảng 10 đến 12 tiếng thì qua tới Canada. Đường này qua Canada. Cái Canada cửa khẩu gì vậy? Đây cửa khẩu gì? Cửa khẩu Canada. À.
tại giờ là 10 giờ tối rồi mà mặt trời chưa lặn, tới thành phố nhà mình rồi. Sương mù nó vô nó hơi tối thôi. Nếu mà không có sương mù thì cũng còn sáng lắm. Đây là thành phố chỗ mình ở đây. Ở sau thành phố sương mù. Không khí thì nó mát mẻ chắc là hơn Đà Lạt. Không khí vẫn trong lành. Sau lưng nhà mình là biển Thái Bình Dương. Hãy chúng tới đường biển nhà mình tới biển thì mình quay cho mọi người xem. Đây thành phố mình đang sinh sống đây. Cây xanh đằng đỏ này nè, tới cái cây thứ hai là mình quay tay trái xuống cái đường xuống biển là tới khu nhà mình đó. Ông thống đốc này kêu đóng cửa cái mấy cái tiệm ấy, nó vắng quá vậy ha, khách du lịch cũng vắng đó. Quẹo xuống biển đây. Qua cái đường dây xe lửa. Chắc là sương mù không thấy dưới biển ấy. Đây đường này là xuống biển ngay hàng rào đó là cái bãi biển. Quẹo vô đường nhà mình đây. Trời hoa luôn. Đây tới nhà mình rồi đây. Ok, tới nhà mình rồi. Bye bye, tạm biệt.